Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với An Tiến Studio. Cuối năm 2018, hãng Muscle đồng loạt nâng cấp 3 mẫu là Cuban, Action và Stanmore lên con số 2. Mình cũng đã làm một video review em Muscle Action 2 rồi, các bạn có thể xem nó tại đây nhé. Còn ngày hôm nay sẽ đến lượt chiếc loa có giá đắt hơn nhiều, chính là Muscle Stanmore 2. Anh bạn này thì kế thừa những điểm mạnh của phiên bản đầu và lột xác về cấu hình bên trong, và hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Muscle Stanmore 2 có thiết kế không khác biệt gì nhiều so với phiên bản trước đó. Toàn bộ khung viền loa được bọc da cao cấp, đan xen hài hòa giữa màu đen và màu trắng với logo Muscle được đặt ở chính giữa. E-căng của loa thì vẫn giữ được nét đẹp truyền thống nhưng mà đã thay đổi về thiết kế. Giải này thì được khắc năm thành lập 1962 như một lời khẳng định về uy tín của thương hiệu đã có tuổi đời trên 50 năm, khiến cho chiếc loa càng thêm sang trọng trong thiết kế tân cổ điển. Và chắc chắn bạn sẽ tự hào khi bày một chiếc loa như thế này trong phòng. Mặt trên của Stanmore 2 vẫn là các núm tinh chỉnh bass strap bên cạnh các nút chỉnh âm lượng. Các núm này thì vẫn giữ được thiết kế xoay truyền thống nhưng được thay đổi màu sắc cho phù hợp với chiếc loa, khiến cho nó trông khỏe khoắn hơn và thời trang hơn. Ngay bên cạnh các núm xoay là nút chuyển đổi kết nối bao gồm Wi-Fi, Bluetooth, cổng AUX và cổng RCA. Thật sự khác biệt so với phiên bản đầu tiên, giờ đây bạn đã có nhiều sự lựa chọn kết nối cho mình. Kết nối không dây hoặc là sử dụng jack 3.5mm hay là RCA với các nguồn phát analog ưa thích của mình. Stanmore 2 được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0 ATPX, tương thích với bất kỳ nguồn phát Bluetooth nào với khoảng cách hơn 9m. Điều này thì giúp cho chất lượng truyền dẫn không dây của loa tốt hơn, khoảng cách kết nối xa hơn. Đồng thời, việc nâng cấp DSP giúp nâng cao chất lượng âm thanh cũng như là hạn chế méo tiếng khi mà tăng giảm âm bass treble trực tiếp trên loa. Stanmore 2 có công suất 80W nhờ được trang bị 3 loa, gồm 1 loa woofer và 2 loa twister. Về khả năng chơi nhạc, Muscle Stanmore 2 tạo ra âm thanh rõ ràng và chính xác, thậm chí ở mức âm lượng cao nhất. Nhờ vào các thành phần tiên tiến như hai bộ khuếch đại đi loại 15W cấp nguồn cho loa twister và bộ khuếch đại đi 50W để điều khiển âm trầm mạnh mẽ của loa. Âm thanh phải nói là vô cùng sạch, đáp ứng được nhiều thể loại hơn so với phiên bản ban đầu. Với ứng dụng Muscle thì các bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh mọi thứ trên điện thoại như là bass, treble, EQ, độ sáng xung quanh các núm tinh chỉnh cũng dễ dàng được điều chỉnh qua ứng dụng này, từ màu đỏ nhạt cho đến màu đỏ đậm. Nhìn chung thì Stanmore 2 này thực sự là một bước tiến đáng giá cho những tín đồ của Muscle. Những điểm nhấn tinh tế trong thiết kế cùng với đó là nâng cấp về củ loa. Chính vì vậy mà mức giá của nó cũng nhỉnh hơn nhiều so với phiên bản ban đầu. Cụ thể là 10.900.000 đồng. Các bạn truy cập link dưới phần mô tả để check giá ưu đãi mới nhất nhé. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, bình luận ngay và luôn cho chúng mình biết và bạn sẽ được giải đáp. Còn bây giờ sẽ là màn trình diễn của em loa Muscle Stanmore 2 này. Các bạn hãy đeo tai nghe vào để gia tăng trải nghiệm âm thanh một cách tốt nhất.